Học bổng Hoa Lúa kỳ 317 đến với thành phố trẻ, nơi bảy nhánh sông hội tụ. Năm cuối dòng lá hiếu, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn có bề dày lịch sử hơn 60 năm giảng dạy. Góp vào bảng thành tích dạy và học của trường là chàng trai Huỳnh Lê Thanh Duy, lớp 12A3, học sinh giỏi 3 năm liền, giải 3 học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh, danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh năm học 2022-2023. Dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa công bố kết quả, nhưng những ngày qua, niềm vui ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em Huỳnh Lê Thanh Duy ở khu vực 2, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Bằng phương thức xét học bạ năm học kỳ ở trung học phổ thông, Duy trúng tuyển ngành kinh doanh quốc tế chất lượng cao trường Đại học Cần Thơ với 27,85 điểm khối A01 gồm 3 môn toán, vật lý và anh văn. Số điểm đáng mơ ước mở ra hành trình mới cho cuộc đời em. Còn với đấng sinh thành, đây là món quà vô giá. Mừng lắm rồi, vui lắm. Thấy con nó học được vậy mừng. Hồi nào giờ cũng không có khả năng cho nó học thêm, nó tự học. Mà cũng mừng cái là nó cũng biết cố gắng. Thích là ngoại giao, buôn bán, năng động, sáng tạo. Tiếp theo là xu thế là toàn cầu hóa, thì ngành kinh doanh quốc tế nó sẽ giúp em là tiếp cận được với những tập đoàn công ty nước ngoài, sẽ mở ra cho em nhiều cơ hội hơn. Em nhìn lại những cái gì mà ba mẹ em đã động viên em, đã giúp đỡ em, thì thật sự là em rất là biết ơn của ba mẹ đã cho em được hình hài, cho em được cái vóc dáng này để hôm nay là em đậu được vào cái ngành này. Thì em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để em có một cái ngành nghề sau khi em tốt nghiệp đại học, và em sẽ báo hiếu cha mẹ. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Lựa chọn ngành nghề đúng sở trường, phù hợp năng lực, chắc chắn em sẽ gặt hái được thành công. Có định hướng rõ ràng cùng quyết tâm lớn giúp Thanh Duy chạm một tay vào ước mơ cuộc đời. Quá trình ấy là mồ hôi, nước mắt của mẹ cha. Làng nghề đóng ghe xuồng ở Ngã Bảy từng nức tiếng một thuở với gần 100 cơ sở thu hút hàng ngàn thợ lành nghề. Nhưng giao thông đường bộ phát triển, thị trường tiêu thụ xuồng ghe bị thu hẹp. Những người thợ như ông Huỳnh Thanh Nguyên mất việc ở các cơ sở cố định. Theo nghề từ thời trai trẻ, ông trở thành thợ chính với đôi tay khéo léo làm được đủ loại ghe xuồng. Nghề này từng một thuở giúp ông có thu nhập ổn định, nuôi chị em Thanh Duy khôn lớn. Nhưng trước thời đại mới, nghề thợ mộc thật khó sống. Cuộc sống gia đình nhiều năm qua rơi vào túng thiếu. Dẫu biết khó khăn, nhưng ông Nguyên chưa từng có ý định chuyển công việc mới vì còn tình yêu với nghề. Tuổi nghề lớn theo tuổi đời nên những sản phẩm ông làm ra luôn được chủ vừa lòng, khách hàng ưng ý. Những khi không bận học, Thanh Duy đi theo phụ cha máy việc lặt vặt rồi học lỏm được vài công đoạn. Không có ý định theo nghề, nhưng em vẫn muốn được làm nhiều hơn, mong chia sẻ bớt gánh nặng và sự vất vả cùng cha. Quan sát và thực hành, em có những trải nghiệm thú vị về nghề mộc. Sự tỉ mẩn chịu khó của những người thợ là bài học quý cho em vận dụng vào cuộc sống. Đi làm thì gần là cực, nhưng mà nghe con học giỏi thì trong mình tinh thần rất là khỏe. Cũng tính cho nó nghỉ, nhưng mà ước mơ nó còn yêu học quá. Thì cũng gắng làm lo, gắng làm chạy chỗ này chỗ nọ, lo cho nó học tới nơi tới chốn. Học rất là giỏi, nhưng mà ngoài những cái hè, những cái mùa hè thì Thanh Duy cũng phụ giúp cha mẹ công việc này nọ để kiếm tiền, bươi chải thêm. Ý thức được hoàn cảnh, Duy cố gắng tranh thủ thời gian chưa nhập học, phụ cha mẹ kiếm thêm thu nhập bằng việc dạy kèm môn vật lý cho các em trung học cơ sở trong xóm. Nắm vững kiến thức, thành thục nhiều dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, em tự tin truyền đạt kiến thức của mình giúp các em ngày thêm tiến bộ. Những lúc như vậy, Duy như học thêm một lần nữa những bài học đã nằm lòng, càng dạy càng say sưa. Em biết ơn công lao dạy dỗ của thầy cô giáo và vui vì 12 năm đèn sách khép lại không phụ những hy sinh vất vả của mẹ cha.
Trong quá trình em ôn thi học sinh giỏi á, thì môn vật lý nó có rất là nhiều cái phép toán. Em học lý cũng như học toán luôn. Có khi á, cái cuốn tập gì nè, em ôn 3 ngày là hết một cuốn. Là có nghĩa là em làm bài tập trong cuốn tập á, mà 3 ngày là hết một cuốn. Là em làm sai, làm lại. Mà một phương trình em giải ra là một trang giấy. Thì nói chung là nó rèn luyện cho em cái tính kiên trì nhiều lắm. Em tính toán trong đầu á, nhanh. Nó nhanh hơn các bạn khác nhiều. Thì nó sẽ giúp ích cho em là em thi trắc nghiệm mà. Nó cần nhanh và nó cần chính xác nữa. Thì nó giúp cho em là môn lý và môn toán luôn. Là nó giúp nó là chính xác và nhanh. Mọi thành công đều phải đi qua những gian nan thử thách. Trong suốt quá trình ấy, Thành Duy đã không bỏ cuộc, làm nên những tháng năm học trò rực rỡ dưới mái trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Còn với giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp 12A3, chàng trai này mãi là niềm tự hào. Thành tích học tập top đầu của lớp, ở kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Duy tiếp tục làm mọi người thán phục khi so đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ba môn toán, vật lý, hóa học đều trên 8 điểm. Đây chưa phải là kết quả như mong muốn, nhưng em rất đỗi tự hào vì bản thân đã cố gắng hết sức với sự hỗ trợ học tập nhiệt tình của các bạn và thầy cô. Hoàn thành Trung học Phổ thông, Duy và các bạn đều có cho mình những lối đi riêng. Ở đó tương lai các em rộng mở với nhiều cơ hội phát triển. Nhưng tình bạn và tình thầy trò dưới mái trường mến yêu mãi là ký ức đẹp, là hành trang theo em suốt chặng đường đời. Dạy năm lớp 11 và chủ nhiệm lớp 12 thì em học, cái năng lực học tập của em rất là tốt. Em có khả năng tự nghiên cứu rất là cao. Với cái vai trò là bí thư đoàn của lớp thì bạn Thanh Duy rất là gương mẫu. Thứ nhất là em chấp hành tốt nội quy nề nếp của nhà trường, và là một bí thư đoàn nên là các cái phong trào của nhà trường em luôn tiên phong đi đầu. Và vừa qua em đã đạt cái danh hiệu là học sinh ba tốt. Đó là một cái quá trình nỗ lực rất là lớn của Thanh Duy trong thời gian học tập tại trường. Mặc dù là em đạt thành tích ở môn lý, nhưng mà đối với bộ môn hóa của mình thì em cũng nhiều lần xung phong những giải những cái bài tập rất là cao, khó. Nên là cái đánh giá rất là cao về em học sinh này, cũng như là cái tinh thần mà vượt khó để cố gắng học tập của em, để mong muốn được thành công trong cái tương lai của mình. Em ấn tượng với bạn là bạn rất thân thiện, hay giúp đỡ bạn bè. Bạn ấy giỏi trong môn vật lý. Bài tập vật lý thường rất khó nhưng mà bạn ấy xung phong làm. Em rất ngưỡng mộ bạn ấy. Và bạn Thanh Duy hướng dẫn các bạn tới những bài tập mới lạ mà chưa từng được tiếp xúc, nên là trong kiến thức nó được mở rộng ra. Và quá trình học nhóm của tụi em với bạn Thanh Duy thì điểm số ở cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó đạt được khá là cao, cũng như là đạt được những kỳ vọng mà em và các bạn mong muốn. Dạ, ở trên lớp thì bạn Thanh Duy học rất là giỏi, bạn đó cũng nằm trong top nhất nhì của lớp. Bạn giỏi các môn tự nhiên như là lý, hóa, toán, cũng rất ấn tượng với cái học lực của bạn. Cách giải bài với lại tự tin giải, không có rụt rè như là mấy bạn khác. Khi mà mọi người tiếp xúc với bạn thì luôn cảm thấy bạn tỏa ra một cái năng lượng rất là tích cực. Quả ngọt trong học tập của Thanh Duy đến từ quá trình học tập và rèn luyện tích cực. Ý thức được hoàn cảnh của gia đình, Duy xác định học là con đường ngắn nhất đi đến thành công, nên em không dám lơ là. Tư duy nhanh nhạy, cùng kỹ năng ghi nhớ lâu, những kiến thức trong sách tham khảo ở thư viện của trường được em vận dụng hiệu quả vào bài học. Kết thúc 3 năm trung học phổ thông đầy nỗ lực, Thanh Duy có mặt trên bảng vàng thành tích của trường đầy kiêu hãnh. Dấu ấn dưới mái trường mến yêu là kỷ niệm đẹp dẫn bước em đi đến bến bờ tương lai. Em thấy rất là vui vì em đã nỗ lực trong suốt khoảng thời gian học cấp 3 của em. Chủ yếu là em tự học ở nhà, em mày mò trên mạng hoặc là em hỏi thầy cô bạn bè giúp đỡ em. Các thầy cô cũng biết là hoàn cảnh của em khó khăn thì cũng giúp cho em những cái áo, đôi giày hoặc là cái cặp để em có thể đi học được. Những cái điều yêu thương đó em nhận được từ cái mái trường này thì nó sẽ tiếp cho em một phần động lực để em bước tiếp trên con đường tương lai của mình, là tiếp theo là vào cái ngôi trường đại học. Nhà Duy thuộc diện cận nghèo, mỗi sinh hoạt phí trông cậy vào nghề thợ mộc của cha và đồng lương công nhân ít ỏi của chị gái. Mẹ em vì sức khỏe yếu vừa phải trông cháu nên hơn một năm qua phải dừng công việc bán bánh lá dừa. Duy đậu đại học là ước mơ chung của cả nhà,
Nhưng với điều kiện hiện tại, bộ chi phí học tập của em ở thành phố Cần Thơ thực sự quá sức với gia đình. Mang trong mình niềm tin vào tương lai tươi sáng, nôn được bước vào giảng đường đại học, nhưng trong em vẫn còn đó nhiều âu lo. Em cũng lo lắng lắm, nhiều đêm em cũng mất ngủ. Nhưng mà khó khăn thì khó khăn, em vẫn quyết tâm chọn con đường học tập là cái đường đi cho mình, để mình mở sáng được cái tương lai, tạo cho mình nhiều cái cơ hội để mình thay đổi cuộc đời. Em tin rằng chúng ta không được chọn nơi sinh ra, nhưng mà chúng ta có thể chọn được cách chúng ta sống. Bằng cái sự nỗ lực và khát vọng của em, thì em quyết tâm là em sẽ học đại học bằng mọi giá, bằng mọi công việc mà em có thể nuôi sống được em và em trang trải trên đó. Thật sự thì em cũng nghĩ đến việc em đi làm, nhưng xã hội hiện nay thì nó đòi hỏi con người phải có trí tuệ, mình mới tồn tại được và mình phát triển được. Thì em quyết định em chọn con đường đại học là 4 năm để em thay đổi. Em thay đổi về tư duy, về cách nhìn nhận cuộc sống. Và em bên cạnh đó em học được nhiều kỹ năng khác. Nó sẽ giúp cho em sau này có một công việc nó sẽ gọi là ổn định hơn là việc mình đi làm ngay. Và nó sẽ cho em nhiều cơ hội để em phát triển hơn. Bước vào môi trường đại học, Duy không có nhiều vật chất. Hành trang mang theo là tình yêu thương và sự kỳ vọng của cả gia đình. Niềm tin tri thức sẽ giúp chàng trai trẻ viết tiếp những thành tích vàng đời xứ lạ quê người. Giải mã thành tích học tập của Thanh Duy, chúng tôi biết thêm nhiều điều thú vị. Đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, chàng trai ấy học cách sống lạc quan và học thật giỏi. Và hành trình vươn tới ước mơ vào đại học của em sẽ không lẻ loi khi học bổng Hoa Lúa có mặt kịp thời. Tiếp sức cho Thanh Duy trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Hậu Giang trao cho em suất học bổng trị giá 20 triệu đồng. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tặng em giấy khen tham gia chương trình. Nhân lên niềm vui là những món quà ý nghĩa đến từ giáo viên chủ nhiệm. Chuẩn bị cho hành trang mới, học bổng Hoa Lúa đánh dấu chặng đường 12 năm vượt khó nuôi chữ của Thanh Duy. Đây sẽ là niềm động viên tinh thần rất lớn để em vững vàng tiến bước. Giữ mãi sự tự tin, Duy tiếp tục gặt hái thành công, mai này trở về làm rạng danh quê hương xứ sở, trở thành thành viên ưu tú của mái nhà Hoa Lúa HGTV.